môn sinh lý 1. Hôm nay mình sẽ học qua bài là sinh lý học nhập môn và cấu trúc cơ thể sống và hậu môn, và thứ ba là cấu trúc và chức năng của tế bào. Để bài cấu trúc và chức năng của tế bào mình để như sau ha. Bữa nay mình học hai bài thôi, là sinh lý học nhập môn và căn bệnh hậu môn. Các bạn là năm thứ mấy rồi? Năm thứ hai à, mới bắt đầu bước vào đời đúng không? À, rồi sẽ từ từ sẽ cảm nhận được ha. Thì giới thiệu với các bạn, môn sinh lý là một môn cơ bản của chuyên ngành nội. À, đối với nội khoa thì sinh lý là quan trọng, và đối với ngoại khoa thì đó là giải phẫu. Thì khi mình học sinh lý là mình đã bắt đầu bước chân vào chương trình của y khoa, sẽ có những cái từ ngữ, có những cái từ chuyên ngành mà chúng ta cần phải làm quen. Và bắt đầu là sinh lý. Thì sinh lý là gì? Sinh lý tức là những hoạt động trong cơ thể sống một cách bình thường. Tức là những cái mà chúng ta đang trải qua trong cái cơ thể của mình. Ví dụ như là chuyển hóa các chất, ví dụ như là mình thích thở, ví dụ như tim mình đập, nó như thế nào, tức là trong cơ thể bình thường nó phải diễn ra như vậy. Còn khi cơ thể chúng ta mắc bệnh hoặc là có vấn đề gì bất thường thì nó không phải thuộc về sinh lý nữa, mà nó chính là sinh lý bệnh. Cho nên đây là cái môn cơ sở để làm tiền đề cho sinh lý bệnh, và đồng thời cũng là môn cơ sở để phát triển các cái ngành y khoa khác, ví dụ như là bệnh học, ví dụ như là nhiều kỹ thuật. Cho nên sinh lý là nền tảng cơ bản các bạn cần phải nắm. Thì sinh lý nó tương đối dài và nó mới mẻ với mình, cho nên là sẽ có những cái thời mà chúng ta cần phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chúng ta có thể hiểu thấu được và có thể nhớ được nha. Thì bài đầu tiên là bài mở cửa bước vào, đó chính là sinh lý học nhập môn. Mục tiêu của bài này chúng ta sẽ có 3 mục tiêu: nêu được đối tượng và phạm vi nghiên cứu môn sinh lý học. Thứ hai là trình bày được mối liên quan của môn sinh lý học với các ngành khoa học tự nhiên và các ngành y học khác, nó có mối tương quan như thế nào. Thứ ba là trình bày được phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh lý học, nghiên cứu như thế nào mà nó có thể phát triển được bộ môn này, đồng thời là khi chúng ta học tập bộ môn sinh lý học này chúng ta cần phải học cái gì. Để bài này rất là cơ bản các bạn, để bạn thấy những cái từ ngữ người ta sử dụng thì nó gần gần với môn sinh học mà mình đã học ở cấp 3. Cho nên là cái ngành, cái môn sinh lý học này nó sẽ là một cái chuyên ngành bao gồm nhiều môn học khác nhau. Về nguồn tài liệu tham khảo, đó là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Ngọc kết hợp với phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lệ viết cuốn sinh lý học y khoa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020, khá là mới nha. Cuốn thứ hai là giáo sư Phạm Đình Lộ viết năm 2008 sinh lý học y khoa tập 1-2 trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh của nhà xuất bản Đại học. Thì cái nguồn tài liệu tham khảo các bạn có thể tham khảo ở bất kỳ một cái cuốn sinh lý học nào của các trường đại học hoặc là của các cái bộ môn nào, các bạn tham khảo được hết, tức là cái vấn đề tham khảo là không có giới hạn, bạn cứ thoải mái tham khảo ha. Ví dụ như gần gũi ở đây mình có thể tham khảo sinh lý của trường đại học Y Dược Cần Thơ, thì nó cũng xuất phát từ những cái cuốn sách sinh lý cơ bản này, cho nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ tham khảo bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tôi bảo đảm với các bạn là các cái nội dung của nó sẽ không thay đổi, nó giống nhau, bởi vì sinh lý là một cái việc bất di bất dịch diễn ra trong cơ thể mình, nó không bao giờ thay đổi. Có thể nó sẽ có những phát hiện mới khi mà thời gian trước vẫn chưa tìm cái đường, thì bây giờ có thể gặp được mới. Và cái thứ hai là khi các bạn đọc tài liệu, các bạn sẽ thấy cái cách diễn giải của họ có thể khác nhau, nhưng mà mặt nội dung là giống nhau. Đi vào phần đầu tiên, giới thiệu sơ về sinh lý học. Để các bạn thấy đây là một cái hình người ta mô tả một cách tổng quát về bộ môn sinh lý học. Là cái vòng nó sẽ bao gồm là gì? Hóa, C,
sinh, sinh học và vô học nha, nó là bao gồm hết tất cả những cái phần này. Còn vượt qua cái vòng màu vàng này, nó không phải vòng màu, màu hồng này, màu cam này, nó chính là sinh thái học. Và sinh thái học thì mình không có nghiên cứu, mình chỉ nghiên cứu sinh lý học thôi. Thì mình thấy nó liên quan tới hóa sinh, sinh học và vô học nha. Và nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ nguyên tử, là đơn vị cấu tạo nên vật chất, đúng không? Nguyên tử tạo thành các phân tử tập hợp lại tạo thành các tế bào. Nhiều tế bào tập hợp lại sẽ tạo thành mô, nhiều mô tập hợp lại tạo thành cơ quan, nhiều bộ phận của cơ quan tập hợp lại tạo thành hệ cơ quan, nhiều hệ cơ quan tập hợp lại sẽ tạo thành sinh vật. Sinh vật sống trong một môi trường gọi là các quần thể loài. Là mình nghiên cứu tới đây thôi. Tới đây là đúng hợp rồi, đúng không? Là nếu mà mình tin cái này đó, hệ sinh thái hoặc là sinh quyển nữa thì nó hơi xa, cho nên chúng ta chỉ nghiên cứu tới đây thôi. Để bạn thấy người ta nghiên cứu các quần thể loài, sinh vật, hệ cơ quan và đến thời điểm hiện tại chúng ta đang nghiên cứu được tới cấu trúc nguyên tử của vật chất cấu tạo nên cơ thể sống. Và để chút nữa chúng ta sẽ biết cơ thể sống là gì. Các bạn giữ trật tự đi ha. Và chút nữa chúng ta sẽ có định nghĩa về cơ thể sống là như thế nào. Bởi vì sinh lý là chúng ta nghiên cứu về cơ thể sống chứ không nghiên cứu về những cơ thể không sống. Cơ thể sống thì mình mới nghiên cứu, những cơ thể không sống thì mình không nghiên cứu. Ví dụ như cái bàn hoặc là cục đá thì mình không nghiên cứu đâu ha. Mình chỉ nghiên cứu những cơ thể có hoạt động sống như đó. Cơ bản nhất vẫn là con người của mình ha. Thì mình đang tập trung nghiên cứu về con người. Thì tất nhiên khi chúng ta nghiên cứu về con người, chúng ta cũng cần phải thông qua một số loài khác để chúng ta có thể nghiên cứu được. Và đó là cái phương pháp nghiên cứu để giúp mình chúng ta sẽ được học thêm cái phần đó ha. Thì đây là một ngành sinh, một ngành của sinh học. Nhiệm vụ là nghiên cứu hoạt động chức năng của cơ thể sống. Nhớ giùm tôi là cơ thể sống nha. Thì cơ thể sống là như thế nào? Nó được định nghĩa là làm sao, có các chức năng nào. Thì khi một cơ thể nó đảm bảo được cái vấn đề đó thì chúng ta nghiên cứu. Còn không thì chúng ta bỏ qua nha. Mỗi sinh vật có những đặc trưng khác nhau và hoạt động chức năng riêng của mình. Điều này là tất nhiên nha. Được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau như là sinh lý học virus, tức là chuyên nghiên cứu về những con virus, và sinh lý học vi khuẩn, tức là chuyên nghiên cứu về vi khuẩn, sinh lý học thực vật, tức là nghiên cứu về cây cối thực vật nha, động vật là nghiên cứu về động vật nói chung, và đặc biệt nhiệm vụ của mình là nghiên cứu về con người. Tôi báo trước với các bạn là bộ môn này mình có thi giữa kỳ. Cái thứ hai nữa là cái bài giảng nó khá là dài, nếu mà các bạn không tập trung thì bạn không hiểu được, thì bạn thi rất là khó. Hình thức thi có thể là câu hỏi ngắn hoặc là trắc nghiệm. Mà thi giữa kỳ các bạn không đạt thì các bạn không được tham gia thi giữa kỳ. Cho nên là phải giữ trật tự nha. Tôi hứa với các bạn là tôi sẽ để cho các bạn khoảng 15 đến 20 phút để các bạn có thể trao đổi chuyện cá nhân. Đó là giờ giải lao đó. Chứ còn trong giờ học thì chúng ta nghiên cứu với nhau. Đối tượng nghiên cứu của môn sinh lý học này là gì? Chuyên nghiên cứu về chức năng và hoạt động chức năng của từng tế bào, từng cơ quan và hệ thống cơ quan. Tức là chúng ta nghiên cứu về cấu trúc của tế bào, tức là tế bào là đơn vị cấu tạo chức năng của cơ thể. Bất kỳ một cơ thể sống nào cũng có đơn vị chức năng là tế bào. Từ nãy cái hình mình đã biết rồi, nhiều tế bào tập hợp lại sẽ tạo thành mô, đúng không? Cho nên là mình sẽ nghiên cứu ở cấp độ thấp nhất trong cơ thể sống, đó chính là tế bào. Thì tế bào nó gồm những cái gì, thực hiện chức năng gì, được điều hòa bởi cái gì, thì chúng ta đều được nghiên cứu trong môn sinh lý học này hết. Nghiên cứu từng cơ quan, hệ thống cơ quan, đây là điều tất nhiên ha. Nghiên cứu về sự điều hòa chức năng thì thông thường cái điều hòa chức năng, bất kỳ một cái thành phần nào trong cơ thể của mình nó cũng đều đạt được một cái con số nhất định mà người ta gọi là hàng tính nội môi. Mà cái hàng tính nội môi này nó phải được điều hòa để làm sao con số nó không thay đổi. Thì cái cơ chế điều hòa đó chính là điều hòa chức năng. Thì thông thường chúng ta sẽ có hai cơ chế điều hòa. Một là cơ chế thần kinh, tức là chịu sự điều khiển của hệ thần kinh của mình. Mà hệ thần kinh của mình nó sẽ bao gồm hệ thần
không thực hiện thì hệ thần kinh cấp cao nó sẽ thực hiện nhiệm vụ đó. Còn hệ thần kinh thực vật là những gì xảy ra một cách tự nhiên, không thuộc điều khiển của mình. Ví dụ như trời nóng là chúng ta đổ mồ hôi, trời lạnh là chúng ta sẽ nổi nóng hoặc là chúng ta sẽ run, đó là cơ chế bình thường. Hoặc là các bạn cứ cho thức ăn vào trong miệng nó sẽ chảy nước miếng, đó là những cái hoạt động rất là bình thường xảy ra không chịu sự điều khiển của bất kỳ một cơ quan nào hết, thì đó chính là hệ thần kinh thực vật tự điều hòa. Và cái thứ hai là cơ chế điều hòa này nó thông qua một hệ thống thứ hai là hệ thống thể dịch. Thể dịch hay còn gọi là hóc môn, tức là những cái chất sinh học được tiết ra để nó duy trì cái tính hoạt động của các chất trong cơ thể của mình. Đó chính là hệ thống hóc môn của bài thứ hai mình sẽ học. Sinh lý y học là cơ sở cho các nhà bệnh lý học giải thích và xử lý những rối loạn chức năng của cơ thể trong tình trạng bệnh lý. Tức là cơ sở nha, chứ bản thân nó không làm được chuyện này, tức là nó sẽ không giải thích và xử lý được những rối loạn này, nhưng mà nó chỉ là cơ sở để giải thích. Mà giải thích và xử lý này chính là sinh lý bệnh hay là cơ chế bệnh sinh, thì nó là cơ sở. Tức là mình phải hiểu như thế này: một cái vấn đề bất thường xảy ra thì mình phải so sánh cái vấn đề đó với cái bình thường thì mình mới biết nó bất thường, đúng không? Ví dụ như toàn bộ con người mình ai cũng bị điên hết thì đâu có ai biết là bị điên, đúng không? Nhìn xung quanh ai cũng vậy. Hoặc là bây giờ mình thấy là người mình có hai con mắt, bây giờ chỉ có một người sinh ra có một con mắt là mình thấy nó bất thường. Nhưng mà giả sử như toàn bộ loài người chỉ có một con mắt không thì không bất thường. Cho nên cái bất thường nó phải dựa trên cơ sở bình thường, mà bình thường chính là sinh lý. Cho nên là bệnh lý nó phải dựa trên những cái bình thường của cơ thể mình, nó là dựa trên sinh lý. Cho nên nó là cơ sở để chúng ta có thể giải thích được. Từ đó môn sinh lý bệnh này nó được phát triển và nó sẽ đề xuất ra những biện pháp để đảm bảo và nâng cao sức khỏe của con người, tức là phòng bệnh. Ví dụ như bây giờ một người bình thường không có ho, không có ho kè, đúng không? Cơ thể là mình bình thường đâu có ai ho kè đâu. Đột nhiên có một cá thể nào đó ho và ho kè, thì trên cơ sở cái người bình thường là không có ho kè, thì cái người không ho kè đó là bất thường và gọi là bệnh lý. Thì cái ông sinh lý bệnh đó ông sẽ nhảy vào để ông giải thích tại sao có sự ho ho kè này. Thì người ta sẽ dựa trên cơ sở sinh lý là cái phổi của mình nó như thế nào. Bây giờ cái phổi của người này phân tích ra nó có những điểm khác biệt, đó chính là bất thường. Thì từ đó ông mới đề xuất ra biện pháp để giải quyết các bất thường đó, để cho cái phổi trở về bình thường. Và đồng thời ông sẽ tìm hiểu sâu hơn và ông sẽ biết rằng giả sử như hút thuốc lá sẽ dẫn đến ho khò khè, thì ông biết hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ dẫn đến ho khò khè. Cho nên ông sẽ quay trở lại những người bình thường, ông kiên quyết bảo rằng đừng hút thuốc lá nữa. Để đó chính là để họ mới đảm bảo sức khỏe của người. Cho nên bây giờ nếu mà không có cơ sở sinh lý học là mấy ông này không làm được gì nữa, bởi vì ông có biết cái gì là bình thường đâu mà ông biết bất thường. Cho nên dù sao thì xuất phát điểm của mình là cái nền tảng sinh lý của mình vững. Sau này nếu còn các bạn mà đi chuyên khoa một về nội hoặc là thạc sĩ nội, chắc chắn các bạn phải đi sinh lý, các bạn chắc chắn phải đi, bởi vì đây là một cơ sở quan trọng nhất. Thì để tiến hành đến kết luận và áp dụng cho con người thì trước tiên người ta phải nghiên cứu cho động vật. Không có ai lấy con người ra nghiên cứu hết, các bạn nhớ nha. Tôi lấy ví dụ như hồi xưa tôi học một hoạt động bình thường của cơ thể người, sau đó chúng ta sẽ tác động lên một cái yếu tố nào đó để tìm ra cơ chế sinh lý bệnh. Tôi lấy ví dụ như là sốc chấn thương. Tại sao con người xảy ra sốc chấn thương? Thì có ai đem con người ra để mà gây đau không các bạn? Ví dụ như là mình là lúc đó mình học là sẽ bắt một con chó, sau đó là sẽ lấy cái búa bằng gỗ ha, đặt lên cái đùi con chó để xem cái sự thay đổi về mạch và huyết áp của nó. Tức là trước đó người ta sẽ nối hệ thống động mạch của con chó vào trong một cái huyết áp thủy ngân. Khi đập như vậy nó sẽ thay đổi, đập như vậy nó sẽ thay đổi. Có ai lấy con người ra đập để mà xem không các bạn? Có không? Có không? Khẳng định tôi có không?
nếu có là dị thường rồi đó nha. Không ai lấy con người ra để làm những chuyện đó hết nha, cho nên là trước tiên phải nghiên cứu cho động vật. À, và các động vật này nó phải có cái hệ cơ quan mà chúng ta nghiên cứu nó tương đồng với con người, tương đồng ha. Ví dụ như hoạt động chức năng phù hợp với con người, ví dụ như là hệ tiêu hóa, chúng ta muốn nghiên cứu về hệ tiêu hóa con người thì trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu trên chuột cống, bởi vì cái hệ tiêu hóa của chuột cống khá tương đồng với con người. Tương đồng ở chỗ nào các bạn? Con người mình ăn thịt động vật được không? Ăn thực vật được không? Cái gì cũng ăn hết, cho nên con người mình là động vật ăn thịt. Và con chuột cũng vậy, các bạn thấy cũng ăn thịt, ăn cá, ăn thực vật, ăn trái cây, ăn ngũ cốc, cho nên cái hệ tiêu hóa nó sẽ khá tương đồng với nhau. Cho nên là nghiên cứu về hệ tiêu hóa thì người ta sẽ lấy con chuột cống ra để người ta làm. À, nghiên cứu về chu kỳ kinh nguyệt thì lấy thủy, nha, thủy là có chu kỳ kinh nguyệt các bạn. Thủy cái nha, còn thủy đồng không có đâu. Nha. Tại cái chỗ này nếu mà chúng ta ví dụ thêm một ví dụ nữa các bạn chắc chắn sẽ biết, đó chính là cái dịch Covid-19 của mình. À, mình dịch Covid-19 bây giờ là mình sử dụng vaccine để tiêm ngừa đúng không? Có ai mà tìm được vaccine xong rồi tiêm cho người này không các bạn? Nó phải trải qua nghiên cứu trên động vật, đang nghiên cứu động vật có kết quả khả quan rồi mới tiếp tục nghiên cứu trên những động vật gần với con người như là khỉ. Sau khi nghiên cứu trên khỉ xong có kết quả khả quan rồi thì khi đó người ta mới bắt đầu nghiên cứu trên con người, nhưng mà không bao giờ nghiên cứu một cách đại trà. Người ta sử dụng vaccine này trên một nhóm người tình nguyện. Đó là quy trình sản xuất vaccine, các bạn đọc báo đài các bạn đều biết. Cho nên các bạn nhớ thì tôi là nghiên cứu sinh lý học, không bao giờ xuất phát từ nghiên cứu con người đầu tiên cả, nó phải trên động vật trước, sau đó mới tới con người nha. Vị trí của môn sinh lý học trong các ngành khoa học tự nhiên và y học. Đầu tiên là vị trí của nó trong các ngành khoa học tự nhiên và liên quan đến cái gì? Hóa học, vật lý, toán học, môi trường, đặc biệt là hóa học và vật lý học. Thì hóa học các bạn biết, nếu mà mình tới thời điểm này thì mình sẽ nhìn nhận môn hóa học là gì và cơ bản nhất là gì? Là các phản ứng hóa học thôi, đúng không? Hóa học là các phản ứng hóa học. Như vậy trong cơ thể của mình có xảy ra các phản ứng hóa học hay không? Chắc chắn là có ha. Ví dụ như chúng ta ăn thức ăn vào, chúng ta phải nghiền nát thức ăn đó và sau đó nó sẽ hấp thu vào trong cơ thể của mình. Thì cái quá trình nghiền nát đó người ta gọi là dị hóa. Sau khi thành những cái phân tử nhỏ hơn và được hấp thu vào trong cơ thể thì cơ thể mình phải sử dụng những cái chất đó để tổng hợp nên các mô protein, thì khi đó người ta gọi là quá trình đồng hóa. Bây giờ cơ thể mình muốn vận động thì cần phải có năng lượng. Muốn có năng lượng thì nó phải phân hủy một cái chất lớn trở thành các chất nhỏ, từ đó giải phóng năng lượng. Ví dụ như glucose nó sẽ bị đốt cháy để trở thành khí CO2 và nước kết hợp với giải phóng ra phân tử ATP để chúng ta phân tử năng lượng. Đó thì đó quá trình dị hóa. Cho nên trong cơ thể mình bao giờ cũng có những phản ứng hóa học xảy ra theo hai con đường, một là con đường đồng hóa, hai là con đường dị hóa. Cho nên là tất nhiên là phải liên quan đến hóa học rồi. Vật lý liên quan như thế nào? Vật lý là người ta sẽ nói đến các hiện tượng xảy ra và nó đặc biệt là liên quan tới vấn đề năng lượng. Vật lý liên quan đến vấn đề năng lượng. Ví dụ như các bạn học định luật bảo toàn năng lượng là của vật lý đúng không? Ví dụ như cơ năng, động năng, nhiệt năng, hóa năng, đúng không? Thì trong cơ thể mình nó cũng sẽ xảy ra các hiện tượng đó. Tức là bây giờ mình sẽ tưởng tượng là mình sống trong một môi trường. Bây giờ thân nhiệt cơ thể mình là biến đổi hàng định các bạn. Hàng định hay biến đổi? Nhiệt độ cơ thể mình là có biến đổi theo môi trường không? Có không? Con người là động vật đẳng nhiệt. Con rắn là động vật biến nhiệt. Biến nhiệt tức là thay đổi theo môi trường, còn đẳng nhiệt là không
dưới 37 độ C, ví dụ như nằm âm 10 độ C chẳng hạn, ví dụ như những xứ lạnh có tiết, thì không lẽ cơ thể mà nó cũng giảm rất nhiều độ âm 10 sao, đúng không? À, cho nên là nó sẽ phải sinh ra năng lượng để nó điều hòa nhiệt độ cơ thể mình để làm sao giữ ở mức 37 độ C. Hoặc là chúng ta sống ở sa mạc, những vùng nóng, ví dụ như là nhiệt độ 40-45 độ C, thì cơ thể mình cũng đâu có tăng đến đó. Nếu tăng đến đó là bảo đảm cơ thể mình sẽ tử vong ngay. À, cơ thể mình sẽ phải tìm cách để tỏa nhiệt ra bên ngoài để giảm bớt nhiệt độ cơ thể xuống. Thì đó chính là vật lý, quá trình tỏa nhiệt và sinh nhiệt, đúng không? À, liên quan tới vật lý nha. Trong ngành sinh học là liên quan rõ ràng nhất, đúng không? Các bạn học ba năm cấp ba về sinh học rồi. Thế các bạn học cũng tương tự giống với sinh lý, các từ ngữ sử dụng cũng khá giống như vậy. Nếu không tin các bạn về các bạn lặp lại các cuốn sinh học, các bạn sẽ thấy cơ thể người như thế nào, vậy thì làm sao mình đều học hết, đúng không? À, cho nên nó liên quan rất là mật thiết với ngành sinh học ha. Và đồng thời nó cũng liên quan đến ngành sinh lý virus, sinh lý vi khuẩn, sinh lý động vật, ký sinh, sinh lý động vật. À, mình sống trong môi trường mặc dù mình là động vật, tức là con người là động vật cấp cao, nhưng mà mình sẽ phải chịu sự tác động của những cái sinh vật xung quanh. À, mình phải có cái sự tác động của các sinh vật xung quanh. Mình sống trong môi trường mà thì tất nhiên trong môi trường có vi khuẩn, virus, có nấm, có ký sinh trùng. Nếu giờ mình không biết gì về kẻ thù của mình hết thì làm sao mình có thể sống được, đúng không bạn? À, cho nên mình sẽ phải tìm hiểu về nó ha. Muốn về môi trường xung quanh để mình hiểu hoạt động của nó, để khi nó xâm nhập vào cơ thể trong cơ thể mình sẽ có cách đối phó ha. Cho nên là mình phải nghiên cứu. Còn vị trí của môn sinh lý học trong y học thì như thế nào? Có liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học hình thái như là giải phẫu học, môn học. Nên cái này thì các bạn trong quá trình học các bạn sẽ thấy cái vấn đề là đúng ha. Giải phẫu và sinh lý nó luôn luôn gắn liền với nhau. Thật sự các bạn có muốn học không các bạn? Nên tôi nói trên đây không phải là học mệt mà nó học với các bạn này. À, tôi cứ dạy liên tục sáng chiều này. Cái giọng của tôi nó là huyền bí. Bởi vì họ không đủ cơ sở để giải thích những chuyện đó, cho nên họ sẽ đổ cho huyền bí. À, ví dụ như tại sao có sấm sét, thì họ nghĩ rằng đó là do thần sét tạo ra, đúng không? À, ví dụ như là lửa thì do thần lửa, thì đó là những cái luận thuyết huyền bí. Nhưng mà nó cũng sẽ dựa theo một cái thuyết mà tới bây giờ vẫn còn áp dụng cho bộ môn y của mình, đó chính là thuyết âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành này thời sơ khai thì nó vẫn là do thượng đế sinh ra. À, nhưng mà âm dương ngũ hành hiện tại tôi cảm thấy đó là sự phát triển rất là mạnh mẽ của bộ môn y học cổ truyền, đúng không? Y học cổ truyền là dựa theo được cái âm dương. À, ví dụ như bổ phế, bổ âm, bổ dương, bổ thận. À, thì nếu mà chúng ta đi về cái học cổ truyền, chúng ta có thấy những cái từ ngữ sử dụng đó nó xuất phát từ cái thuyết âm dương ngũ hành kinh lạc. À, thì tới bây giờ nó vẫn phát triển và đặc biệt phát triển rất là mạnh mẽ ở Trung Quốc. Bạn thấy là ở Trung Quốc khi mà người ta điều trị bệnh ở cái thời xa xưa, người ta dựa vào các tùy đạo và nó chính là thuyết âm dương ngũ hành. Vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên thì có một cái ông rất là can đảm, ông Hippocrates. Các bạn biết ông này không? Có nghe qua ông này lần nào không? Hippocrates. Các bạn không biết, các bạn mới vào thì không chắc được nha. Còn nếu các bạn còn lâu còn đọc gì ông này, và sau khi các bạn hoàn thành tất cả các học phần các bạn đã đủ hết rồi, thì các bạn sẽ được ra trường và các bạn sẽ được đứng trước ông này, các bạn thề, người ta gọi là lời thề Hippocrates. Tại sao mình nói thề chứ ông? Và tại vì ông là ông tổ của gia đình. Chính ông này là người đặt nền móng cho ngành y học phát triển, đặc biệt là về vấn đề giải phẫu. Thì hồi xưa cái thời vua chúa mà vẫn còn rất là thịnh hành, các bạn thì họ rất tin vào thần linh, cho nên là cơ thể con người là bất khả xâm phạm. Họ có bị bệnh thì chẳng cần phải nhờ thượng đế quyết định họ bệnh hay không. Thì ông này ông không tin vào chuyện đó, ông lén lút lén xác người về để ông phẫu
Tiến Phương ơi, để ông xem hỏi chị Bê có biết không? À, mà thời gian đó các bạn cũng tưởng tượng giống như hiện tại bây giờ trong xã hội hiện tại của mình, pháp luật nghiêm cấm cày với cái tội đó là bị tử hình, các bạn có dám thực hiện không, đúng không? Trường hợp này rất là can đảm và nhân hậu là người đặt đường hướng cho cái chuyện là đi học được phát triển như bây giờ ha. Thì sau khi mở nghiên cứu thì họ đưa ra một cái thuyết gọi là thuyết hoạt khí để giải thích một số hiện tượng như không khí từ bên ngoài vào phổi rồi máu, rồi vào máu sau đó lưu thông trong máu. Để bạn thấy cái thuyết này đúng không các bạn? Đúng đúng không? À, mình hô hấp tức là mình đang kéo không khí vào trong phổi, sau đó được trao đổi khí và khí oxy sẽ đi vào trong máu và đi đến các cơ quan để được sử dụng. Và sử dụng khí oxy ở đây là để đốt cháy các chất tạo thành năng lượng. À, thì ông chỉ khởi đầu sơ khai thôi, ông biết được rằng không khí sẽ được từ bên ngoài đi vào trong phổi và chắc chắn nó sẽ được hòa vào trong dòng máu và lưu thông vào dòng máu. Các bạn thấy thời điểm sơ khai mê muội như vậy mà có một cái thuyết mà nó khai sáng như vậy cho đi học, các bạn thấy rất là quan trọng đúng không? Thì trên cái nền tảng cơ sở này, đến thế kỷ thứ hai ông Galien đã phát triển thuyết này để giải thích một số hiện tượng khác. Tức là trên cơ sở có được cái nền móng này rồi, những ông khác bắt đầu nghiên cứu và phát triển thêm. Đó là thời kỳ cổ xưa, bây giờ tới thời kỳ của nền khoa học tự nhiên, tức là sẽ có sự phát triển của khoa học kỹ thuật. À, từ thế kỷ thứ 16 đến bắt đầu thế kỷ thứ 20, thì hàng loạt những cái luận điểm được đưa ra với các nhà khoa học thiên tài như là ông Copernic hay là ông Galileo. À, cái phần trong ngoặc này là năm sinh và năm mất của mấy ông này. Thì hai ông này tuyên bố là gì? Trái đất quay quanh mặt trời. Đúng không các bạn? Nhưng mà cái thời điểm đó sẽ đi ngược với quan điểm thần thánh của tiên chúa giáo. Họ nói rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, cho nên tất cả những hành tinh trong đất mặt trời phải quay xung quanh trái đất. À, họ nói rằng mặt trời quay quanh trái đất. Và thậm chí mà họ nói mặt trời có hình hình phẳng. À, nhưng mà ông Galileo là đi ngược lại, cũng giống như Hipparchus. Ông nói là trái đất phải quay quanh mặt trời, chứ không phải quay quanh trái đất. Ông quan sát và ông dự đoán được rằng trái đất là hình tròn. À, xem tiếp nữa là ông bị treo cổ. Nên các bạn đọc về các cái giai thoại về những người này rất là hay. Rồi ông tìm ra được tuần hoàn phổi nhờ vào phương pháp phẫu thuật của Sebeck. Phát hiện hệ thống tuần hoàn máu có các vơ tuần hoàn phổi của Marigny và quan sát vật tính hiển vi, vai trò vật tính hiển vi bắt đầu xuất hiện ha. Chúng ta mắt thường thì mình chỉ nhìn thấy gọi là ngoại thể, tức là những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn tính hiển vi là chúng ta nhìn thấy là có chút vi thể, chất vi thể. Và dù là đại thể hay vi thể, nếu các bạn không đi sâu vào từng cơ quan thì các bạn sẽ không bao giờ quan sát được nó. Cho nên làm gì làm, ông Hipparchus vẫn là ông tổ này đi, bởi vì ông đã biết được rằng muốn tìm hiểu và đi sâu vào từng cấu trúc cơ quan. Ví dụ như bây giờ mình muốn quan sát về tuần hoàn máu thì mình đứng bên ngoài quan sát được đâu, hoặc là mình lấy cái thiên vi mình sâu cho con người cũng đâu thấy được gì. Mình phải đi cụ thể vào trong từng cái cấu tạo của nó, tức là tim và hệ thống mạch máu, thì mình biết hệ thống tuần hoàn hoạt động như thế nào. Ở đây đó là thông qua giải phẫu tư thi thôi, chứ đâu ai lấy 16 phần mổ ha. Cho nên ông Hipparchus cũng có cái vai trò quan trọng là như này. Cuối cùng ông là ông tổ nên đi mình đó ha. Thì vào thời kỳ này họ tìm cách giải thích bản chất cái hiện tượng của sự sống, như là quá trình hô hấp và tiêu hóa là do hoạt động của hệ thống enzyme, hoặc là quá trình thiêu đốt. Hô hấp và tiêu hóa là hoạt động của hệ thống enzyme là đúng đấy bạn. Bây giờ trong cơ thể mình là muốn tiêu hóa cũng có men. Thì thời điểm đó người ta biết enzyme tức là cái men tiêu hóa thôi, chứ họ không biết cụ thể là men gì. Thời gian sau này mới biết được. Nhưng mà chỉ là quý rồi đúng không? Chứ đâu thể nào nói là trời sinh vô sinh tỏ đúng không? Mà mình cũng phải có sự chuyển hóa. Ví dụ như cơ thể con người mình ăn thực vật vào, cấu tạo tế bào của mình và thực vật hoàn toàn khác nhau, thì tại sao có thể như nào được? À, đó chính là nhờ cái enzyme ha. Nửa sau thế kỷ thứ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, quan niệm về hành tính nội môi của Bernard, nghiên cứu về sinh lý học thần kinh của Sheldon, của Seth Chenot, Broca và đặc biệt là bắt lớp nhờ nghiên cứu thực nghiệm trên cơ thể toàn vẹn đã dùng thuyết học thuyết thần kinh để giải thích về các tế bào chức năng.
Mình không nói điều hòa cơ chế thần kinh và điều hòa cơ chế thể dục. Và tới thời điểm này, điều hòa cơ chế thần kinh mới được phát hiện. Các bạn thấy là nó trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ thì nó mới có thể phát triển môn sinh lý học của mình. Cho nên bây giờ mình đang là người kế thừa thừa hưởng, mình không cần phải nghiên cứu, mình chỉ cần học lại những cái gì người ta đã trải qua, từ nguy hiểm cho tới phức tạp và người ta đã giải thích được, thì bây giờ mình chỉ việc tiếp nhận thôi ha. Cho nên không cần phải nghiên cứu thêm. Cái ông bắt lớp này các bạn thấy quen không? Học sinh học ba cấp ba học rồi, bắt lớp quen không bạn? Học bắt lớp này sẽ liên quan tới cái học thuyết thần kinh, và đó chính là các phản xạ. Phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Bắt lớp các bạn nhớ nghiên cứu cho cháu ăn không? Nên học bắt lớp nghiên cứu nè. Thời đại sinh học phân tử và thời đại bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh mẽ về sinh học phân tử. Năm 1940, kính hiển vi, hồi nãy là kính hiển vi thôi ha, kính hiển vi thông thường thôi, tức là nó quan sát mặt thường với các cái đoạn kính nhân lên 40 lần hoặc là 60 lần hoặc 20 lần thôi. Nhưng mà đến năm 1940 thì kính hiển vi điện tử mới ra đời, nó cao cấp hơn, nó quan sát được các cấu trúc nhỏ hơn, vật thể nhỏ hơn và các cái thành phần nhỏ hơn để nó có thể khẳng định được các cái luận điểm quan trọng của sinh lý học. Thì đây là một thành tựu mới, một loạt thành tựu mới đã đạt được giải Nobel, như là phát minh về cấu trúc xoắn kép của axit nguyên lý của Watson và Crick, phát minh về ARN thông tin của Jacob và Monod, tức là đi tới cấu trúc phân tử rồi đấy bạn ha, đi tới cấu trúc gen của mình rồi đó. Năm 1961, Jean Giry đã đề cập đến vai trò của các điện tử cho một số về rối loạn tâm thần. Thì rối loạn tâm thần chúng ta học về các học phần về thần kinh tâm thần, chúng ta thấy có những bệnh lý nó không gây ra các tiến độ thực thể cho não mình, mà nó chỉ là rối loạn về các chất chuyển hóa trong cái não thôi, hoặc là các tín hiệu thần kinh thôi, thì đó chính là các bệnh lý tâm thần. Những năm đầu thế kỷ 21, nhiều cơ chế bình sinh của nhiều bệnh nhân được đề cập ở mức dưới phân tử, tức là cấu trúc về electron và proton. Tóm lại có thể nói lịch sử của sinh học nói chung và sinh lý học thì học nói riêng luôn luôn gắn với lịch sử phát triển của ngành khoa học tự nhiên như là hóa học vật lý. Nó giúp đi sâu nghiên cứu về chức năng không chỉ ở một cơ thể nói chung, hệ thống từng cơ quan tế bào, mà nó còn nghiên cứu với cấu trúc dưới phân tử nữa, với sự ra đời của tính điện tử. Cuối cùng là chúng ta nói phương pháp nghiên cứu và học tập sinh lý. Phương pháp nghiên cứu là gì? Quan sát thực nghiệm trên động vật hoặc trên chính cơ thể con người, tức là động vật của nước tương tiên hơn. Nghiên cứu trên chính cơ thể toàn vẹn thì người ta gọi phương pháp này là in vivo. Nghiên cứu trên các hoạt động cơ quan và các tập trời cơ quan đó và được nuôi trong một cái môi trường giống với môi trường trong cơ thể, người ta gọi là in vitro. Ví dụ như thụ tinh cho phóng điện thì họ sẽ lấy trứng và tinh trùng cho thụ tinh và nuôi cấy trong phóng điện với môi trường giống như là môi trường trong tử cung của người phụ nữ, thì gọi là in vitro. Còn nếu mà thụ tinh bình thường ở trong tử cung của phụ nữ mà chúng ta quan sát, chúng ta nghiên cứu thì gọi là in vivo, tức là trong cơ thể toàn vẹn. Nếu mà chúng ta nghiên cứu từng đặc điểm của từng cơ quan trong cơ thể mình, chúng ta đem cái cơ quan đó, đặc điểm của tế bào đó ra ngoài môi trường bên ngoài, chúng ta nuôi cấy giống như là môi trường trong cơ thể, thì gọi là in vitro. Nhưng mà đa số là chúng ta sẽ theo cái phương pháp này, in vitro nhiều hơn so với in vivo. Cho nên sau này ta hỏi là in vivo là gì, in vitro là gì, chúng ta phải biết nha. Ví dụ như bây giờ nghiên cứu tác động của con COVID-19 trên hệ hô hấp, thì họ sẽ lấy một cái cơ quan hô hấp, họ nuôi trong một môi trường phù hợp với cơ thể người ở nhiệt độ và môi trường xung quanh, sau đó họ đưa con virus này vào để xem nó tác động, nó tấn công phổi như thế nào, thì gọi là in vitro. Còn đem con người ra và cấy vi khuẩn vào trong con người và quan sát trực tiếp trên cơ thể đang sống tồn tại đó, người ta gọi là in vivo. Thì giữa hai phương pháp này thì dĩ nhiên là in vitro sẽ an toàn hơn. Còn đối với chúng ta học như thế nào?
như thế nào. Đây, đòi hỏi những kiến thức về giải phẫu và mô học. Các bạn phải biết giải phẫu, ví dụ như nói về sinh lý của tim thì các bạn phải biết tim nằm ở đâu, tim gồm những bộ phận nào, đúng không? Nghiên cứu về hệ tuần hoàn, chúng ta phải biết hệ tuần hoàn gồm những bộ phận nào, nó nằm ở đâu, nó bắt đầu như thế nào, kết thúc là làm sao, rõ ràng liên quan tới giải phẫu, đúng không? Ví dụ như nói nghiên cứu về tim mà các bạn nghiên cứu trong bụng thì làm sao thấy được cái tim, đúng không? Mình phải biết giải phẫu tim nằm ở đâu thì mình nghiên cứu nó được ha. Đồng thời đòi hỏi những kiến thức về sinh học, mà cho nên đi qua là các bạn tiên có B mà lúc trước tiên có B là tốt quá sinh, chúng có sinh học ha. Còn bây giờ thì xét điểm thi tốt nghiệp rồi nha. Còn lúc trước là sau khi tốt nghiệp người ta gọi là đậu tú tài, sau khi đậu tú tài xong phải trải qua một cái kỳ thi nữa gọi là kỳ thi đại học. Thì kỳ thi đại học đó sẽ có các khối A, B, C, D và khối B gọi chung là khối sinh học. À, tức là gồm bác sĩ, gồm dược sĩ, gồm bác sĩ răng hàm mặt, giáo viên sinh học, gọi là gì ta, sư phạm sinh học, và bao gồm cả những cái bác sĩ thú y, tất cả đều nằm trong khối B nữa. Còn bây giờ thì khoảng quá khỏe rồi, còn trước thì là cả áp lực nặng nề, tại vì cái kiến thức giữa thi đại học và kiến thức của thi trung tài phổ thông nó chính xác ra là một trời một vực. Cho nên là thông thường thi năm đầu rất ít thi năm đầu, và phải bị thi một năm sau mới có thể thi được. Giờ các bạn xét không quả không mà, đúng không? Cho nên là bây giờ mình đã được tạo điều kiện rất là nhiều, nên các bạn còn phấn đấu nỗ lực hơn nữa ha. Thứ hai là chúng ta có sự so sánh liên hệ về những chức năng có liên quan với nhau và các mối liên hệ giữa các cơ quan hệ thống chức năng đó. Trong cơ thể mình là một cơ thể thống nhất, không bao giờ hệ tuần hoàn nó hoạt động theo hệ tuần hoàn, hệ hoạt động là hệ hoạt, hệ tiêu hóa là hệ tiêu hóa, mà nó có sự tác động liên kết lẫn nhau giữa các cơ quan này để nó tạo thành một cơ thể thống nhất, chính là cơ thể con người. Đặc biệt các bạn cứ nghe câu này đi, rồi sau đó các bạn sẽ thấy tới phần bệnh học chúng ta sẽ thấy. Ví dụ như bệnh lý của phổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới tim, bệnh lý của tim sẽ ảnh hưởng tới phổi, à nó có sự tác động qua lại với nhau, cho nên là không thể nào tách riêng ra từng cơ quan để chúng ta nghiên cứu được, mà chúng ta phải nghiên cứu tổng hợp trên một cơ thể thống nhất với sự tác động qua lại giữa các hệ cơ quan trong cơ thể mình. Đó là bài đầu tiên nhập môn thôi, nên rất là nhẹ nhàng đơn giản. Hai, đại cương về cơ thể sống và tính nhất là kích phương. Và thì mình sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Một là cơ thể sống là gì? Hai là tính nội môi là gì? Có ý nghĩa như thế nào? Mục tiêu có bốn mục tiêu là trình bày được ba đặc điểm của sự sống. À, cơ thể sống nó phải có tủ bài đặc điểm này. Nếu một cơ thể hoặc là một vật chất nào đó mà nó không có đủ ba đặc điểm này thì nó không phải là cơ thể sống, mà không phải cơ thể sống thì nó không phải là đối tượng nghiên cứu của sinh lý học. Thứ hai là trình bày được vai trò của hàm tính nội môi, rồi mình phải hiểu được hàm tính nội môi là gì, là vai trò của nó trong cơ thể như thế nào. Thứ ba là cơ chế điều hòa bằng thần kinh và điều hòa bằng thể dục là hai cái tiêu của bộ. À, như tôi nói với các bạn, điều hòa tính nội môi tức là điều hòa làm sao để cho cái nội môi này nó luôn luôn đạt được con số hạn định, thì nó phải nhờ vào cơ chế điều hòa thần kinh và cơ chế điều hòa thể dục ha. Tài liệu tham khảo thì giống như bài nãy cung cấp cho các bạn ha. Đầu tiên chúng ta nói về đặc điểm của sự sống là ba đặc điểm chúng ta phải nắm, tức là một cơ thể được gọi là cơ thể sống nó phải có ba đặc điểm này cùng một lúc đồng thời, chứ không phải chỉ một trong ba hay là hai trong ba mà là cả ba đặc điểm luôn nha. Thứ nhất đó là thay cũ đổi mới, tức là cái cũ mất đi cái mới được thay thế, đó chính là đặc điểm đầu tiên của sự sống. Nó sẽ gồm hai quá trình là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là để cho sinh vật tồn tại và phát triển, dị hóa
hóa và để cung cấp năng lượng cũng như hấp thu các chất thông qua quá trình trao đổi chất với môi trường. Như nãy tôi ví dụ với các bạn rồi, chúng ta ăn vào các thức ăn, bạn được chia cắt thành những cái thành phần nhỏ phù hợp với cơ thể mình để nó hấp thu vào, thì đó là quá trình dị hóa. Sau khi hấp thu vào trong cơ thể rồi, những cái chất nhỏ nhỏ đó nó sẽ được tổng hợp thành những cái chất lớn hơn, thì gọi là quá trình đồng hóa. Cơ thể mình lúc nào cũng diễn ra hai quá trình này, và hai quá trình này nó phải có sự tương quan chặt chẽ với nhau. Đồng hóa và dị hóa không thể có một quá trình nào nó vượt ra khỏi tầm với của một trong hai. Nếu như vậy nó sẽ dẫn đến các rối loạn về mặt sinh lý. Cho nên là đồng hóa và dị hóa nó phải có sự tương đồng với nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau, không thể nào tách rời nhau được. Và cơ bản là nếu mà chuyển hóa ngừng thì cơ thể sẽ ngừng sự sống. Không tổng hợp cái mới, không dị hóa cái cũ để tạo ra năng lượng, tức là không có sự thay đổi về cái mới và cái cũ, thì khi đó cơ thể là ngừng sự sống, hay nó cách khác nó không còn gọi là cơ thể sống nữa. Còn nếu mà nó không ngừng mà nó chỉ rối loạn thì sao? Tức là quá trình đồng hóa dị hóa này nó có sự khác biệt với nhau, vượt quá cái chức năng sinh lý của cơ thể, thì nó sẽ dẫn đến rối loạn hoạt động chức năng của cơ thể, nó sẽ sinh ra các bệnh lý cho cơ thể mình. Thì chuyển hóa là một quá trình bao gồm tiêu hóa, hô hấp, giai đoạn chuyển hóa chất xảy ra trong tế bào và đến giai đoạn bài tiết. Thì mình cứ tưởng tượng cái hệ tiêu hóa mình sẽ hình dung ra ngay. Đầu tiên là chúng ta phải nạp thức ăn vào trong cơ thể, sau đó nó sẽ được chuyển hóa để hấp thu vào trong cơ thể, rồi sử dụng các chất hấp thu đó tạo thành các cơ quan hoặc là mô mới. Thì trong quá trình tạo ra nó sẽ có những chất không cần thiết hoặc là các chất độc đối với cơ thể, người ta gọi là chất bài tiết. Thì như vậy là sau khi chúng ta ăn vào, chúng ta hấp thu xong các chất bài tiết này, chúng ta sẽ thải qua ngoài qua phân. Và tương tự trong các quá trình chuyển hóa trong cơ thể nó cũng giống như vậy, nó phải được hấp thu, nó phải được chuyển hóa, sau đó nó sẽ bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi sự sống này. Thì người ta khẳng định với các bạn là gì? Chuyển hóa cơ bản được xảy ra trong tế bào. Nhớ là chuyển hóa cơ bản xảy ra trong tế bào nha. Tức là tế bào là nơi diễn ra quá trình đồng hóa và dị hóa, không thể nào xảy ra ở ngoài tế bào được. Ví dụ như trong dòng máu của mình nó chảy liên tục, nó sẽ có hồng cầu, có bạch cầu, có tiểu cầu, có các protein, có các chất khoáng. Nhưng mà rõ ràng là trong dòng máu mình không bao giờ xảy ra cái quá trình tẩu hóa ở đây, nó phải được vận chuyển vào trong tế bào thì nó mới được đồng hóa hoặc dị hóa. Ví dụ như cơ thể cần tạo ra các protein mô nào đó, thì nó sẽ phải lấy các axit amin đó, nó sẽ di chuyển vào trong tế bào và được tổng hợp ở trong tế bào. Sau khi tổng hợp xong, nó sẽ được xuất ra khỏi tế bào, nó trôi theo dòng máu đến cơ quan sử dụng nó. Hoặc là bây giờ quá trình tạo năng lượng, glucose có trong dòng máu của mình, nhưng mà glucose trong dòng máu không tạo ra năng lượng nữa bạn. Nó muốn sử dụng năng lượng, muốn tạo ra năng lượng thì glucose đó phải vào trong tế bào, sau đó nó sẽ bị dị hóa tạo thành ATP, và ATP nó sẽ cung cấp các hoạt động năng lượng. Cho nên các bạn nhớ giùm tôi là tất cả những quá trình đồng hóa và dị hóa xảy ra ở cấp độ thấp nhất là tế bào, ngoài tế bào hoàn toàn không xảy ra được. Đặc điểm thứ hai của sự sống là đặc điểm chịu kích thích. Thì mình sống trong môi trường xung quanh này thì rõ ràng là những cái kích thích của môi trường đối với mình rất là nhiều. Ví dụ như là ánh sáng, nhiệt độ, các hóa chất hoặc là thậm chí các vi sinh vật, vi khuẩn v.v. Nó sẽ tác động đến cơ thể của mình. Thì đối với cái cơ thể sống nó sẽ phải chịu sự tác động này, người ta gọi là kích thích. Thì đối với cơ thể sống thì cái khả năng chịu đựng kích thích đó nó phải đến một cái ngưỡng giới hạn thì cơ thể mình nó mới phản ứng và cường độ mà tạo thành cái ngưỡng để cho cơ thể mình phản ứng đó người ta gọi là ngưỡng kích thích. Lấy ví dụ đơn giản cho các bạn, lấy cái kim các bạn đâm vào da mình, nếu mà các bạn đâm nhẹ cơ thể vẫn chưa cảm nhận được, tức là cái ngưỡng kích thích nó vẫn chưa tới, các bạn đâm mạnh vô tới cái ngưỡng kích thích thì đó mình mới cảm thấy đau, đúng không? Và khi cảm thấy đau thì mình sẽ có
phản xạ lại. Cho nên là cơ thể mình nó sẽ phải chịu sự kích thích của các yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể. Đến một cái ngưỡng người ta gọi là ngưỡng kích thích, thì khi đó cơ thể sẽ phản ứng lại, thì mới là điểm của sự sống. Còn bây giờ ví dụ như các bạn có làm cách nào thì nữa, nó đâu có phản ứng đâu. Dù cái ngưỡng kích thích các bạn kích thích tới mức nào thì nữa, tức là các bạn này nó không có ngưỡng kích thích và nó cũng sâu, không có sự tác động ngược trở lại, thì nó không phải là sự sống. Đặc tính thì kích thích vừa là quyết định của sự sống, vừa là điều kiện tồn tại của sự sống. Đặc điểm thứ ba là một điểm rất quan trọng, là có ý nghĩa là duy trì nguồn giống, đó chính là sinh sản giống mình. Nhớ là sinh sản giống mình chứ không phải giống cái khác. Con người thì sinh ra con người, là con chó sinh ra con chó, con heo sinh ra con heo, chứ không thể nào con người sinh ra con chó được, đúng không? Cho nên nó phải là sinh sản, nhưng mà phải sinh sản giống mình, chứ không thể nào giống các chủng loại khác. Đây là phương thức thức tồn tại của loài giống. Hoạt động sinh sản là một hoạt động tổng hợp bao gồm nhiều chức năng và được thực hiện nhờ mã di truyền nằm trong phân tử ADN của các tế bào. Thì sinh học của ban học ba mình biết rồi. Đặc điểm di truyền chính là nằm trong nhân tế bào là ADN. Thì khi tế bào không chia, nó sẽ chia ADN trước, chia nhân, sau đó nó mới chia đến các chất khác và cuối cùng tạo thành hai tế bào giống nhau. Các bạn còn nhớ đặc điểm này ha. Và hai tế bào đó hoàn toàn giống nhau. Các ADN được nhân đôi lên nó sẽ giống hệt như nhau. Và các bạn biết ADN là chứa các thông tin di truyền, nó quy định những cái tính chất của con người mình, ví dụ như mắt, mũi, miệng, tay, chân hoặc là các cơ quan gan, não gì đó, thì nó sẽ quy định hết tất cả những điểm đó. Cho nên cái ADN rất là quan trọng. Cho nên là đặc điểm duy trì nòi giống và phải sản sinh ra cơ thể giống mình thì nhất định ADN nó được thay đổi, nó phải được nhân đôi lên. Nhờ vào những sinh sản này mà cơ thể có thể tồn tại phát triển, tất nhiên rồi nha, rất là dễ hiểu. Đó là ba điểm của sự sống. Khi một vật thể mà có được ba điểm này, nó chính là sự sống. Tôi lấy ví dụ như con người là quá đúng, đúng không bạn? Ai cũng đổi mới, mà học cậu 3 tháng nó phải chết đi và được thay thế bằng các học cậu mới, ai cũng đổi mới, sẽ có quá trình đồng hóa, dị hóa xảy ra. Chịu kích thích cơ thể mình gặp nóng thì mình sẽ phải trốn cái nóng đi. Có ai mà thấy cái nắng nóng 40-50 độ mà ra ngoài nắng đứng không bạn? Cho nên là sẽ phải tránh nóng, nó chính là đặc điểm chịu kích thích và phản ứng với chất đó. Và duy trì nội giống con người mình còn cấp cao hơn nữa, đúng không? Dữ dội hơn nữa, đúng không? Thì cách duy trì những đặc điểm rất là cơ bản, mà thậm chí có những phương pháp cao cấp hơn, không chỉ đơn thuần là duy trì nội giống, đúng không? Thì đó là con người là chắc chắn là cơ thể sống mà điểm có hết. Ví dụ như tôi nói một con vi khuẩn đi, các bạn thấy con vi khuẩn nó cũng có trao đổi chất không? Có không bạn? Không trao đổi chất cái gì nó sinh sôi để nở trong cơ thể mà nó gây bệnh, đúng không? Nó sẽ có phải cũng phải có sự hoạt động đồng hóa, dị hóa, chuyển hóa của nó và nó chuyển tích tức không các bạn? Mình thấy là vi khuẩn mà giả sử như con virus COVID-19 đi, nó sống trong môi trường bên ngoài ở một thời gian nhất định thôi. Nếu mà vượt quá thời gian đó nó sẽ chết, hoặc là nó sẽ chịu các chất sát khuẩn diệt nó, thì nó là chịu kích thích, đúng không? Cái thứ ba là nó có sinh sôi nảy nở để duy trì nòi giống của nó không bạn? Có, đúng không? Và cho nên là tất cả những vật chất nào nó có được ba đặc điểm này thì nó chính là sự sống. Ví dụ như các bạn có sự sống không bạn? Có không? Nó có chuyển hóa gì không? Các bạn thấy nó có từ một cái bàn mà nó thành một cái ghế hay là nó vẽ hình cho nó, hay là nó biết yên thôi? Đặc điểm thứ nhất không có. Đặc điểm thứ hai là nó có chịu sự kích thích gì không? Đừng có nói là chúng ta đập mạnh quá nó gãy nha, nó là do tác động vật lý chứ không phải là do bản thân nó chịu kích thích và nó phản ứng lại. Và đặc điểm thứ ba, nó có đẻ được cái bàn khác không bạn? Rất dễ hiểu đúng không? Không có gì để phức tạp cả. Thì đó là cái ghế đầu tiên.
chúng ta tìm hiểu đó chính là đặc điểm của sự sống. Bây giờ đi qua cái vế thứ hai, tương đối phức tạp một chút, hơi khó hiểu một chút, các bạn cần phải chú ý để chúng ta phân biệt rõ ràng nội môi là gì, nội bào là gì, ngoại bào là gì, và hai là tính nội môi là sao. Đây là cơ bản để chúng ta có thể lý giải một số trường hợp trong bệnh lý mà chúng ta đang hướng tới. Ta đang hướng tới là gì? Là bệnh lý, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Y khoa là như vậy. Còn dược thì khác, dược thì không cần phải chẩn đoán và điều trị, dược thì cần thực hiện đúng quy định của thầy thuốc, tức là thuốc to thuốc như thế nào bán giống như vậy, đúng không? Dược là chỉ vậy thôi, như vậy thôi, đúng không bạn? Dược sĩ có phải là làm gì không? Các bạn thấy các bạn đi ra ngoài thuốc và các bạn đưa to thuốc thì dược sĩ người ta bán y chang như thôi, có bác sĩ cho là xong. Thì nếu như mà đúng như vậy thì không cần phải tới dược sĩ đâu các bạn. Một người bình thường chỉ cần học lớn thôi có thể thấy được thuốc giống như vậy, chẳng cần phải thuốc. Thì dược sĩ nó phải có chức năng cao cấp hơn nữa, đó chính là giải thích về dược lâm sàng cho bệnh nhân và cho bác sĩ biết để nắm và sử dụng thuốc một cách an toàn hiệu quả. Dược sĩ không đơn thuần chỉ là lấy thuốc theo toa bác sĩ, mà còn phải biết được công dụng của thuốc, tác động dược liệu của thuốc, tương tác thuốc, an toàn, tác dụng phụ và phục vụ điều trị. Nó dược sĩ là phải đạt như vậy. Còn bác sĩ mình có phải là khám bệnh và theo toa không các bạn? Còn nhiều việc đúng không? Là tư vấn chế độ ăn, tư vấn chế độ sinh hoạt của bệnh nhân, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh cho bệnh nhân, đồng thời mình phải dự phòng bệnh và dự phòng biến chứng. Nhiều công việc phải làm đó. Bác sĩ mình không đơn thuần như vậy đâu. Tôi lấy ví dụ như bệnh nhân đến với mình là tăng huyết áp, mỗi một cái thời kỳ hàng năm một cái giai đoạn thời gian sẽ có một cái loại thuốc nó sẽ nổi bật lên. Ví dụ như thời gian trước là các thuốc ức chế men nhuyễn, thời gian sau bắt đầu xuất hiện amlodipine, ức chế canxi, là gần như là mọi người nhà nhà đều sử dụng, người đều sử dụng amlodipine, cứ tăng huyết áp là amlodipine, bỏ qua ức chế men nhuyễn. Và tới một cái giai đoạn ức chế beta bắt đầu là quên ức chế canxi amlodipine đi, bắt đầu ức chế beta beta đó, đúng không? Ví dụ như là atenolol, isoprolol nhiều lắm. Là tức là mỗi một thời kỳ, một giai đoạn nó sẽ có một cái nhóm thuốc mà điều trị huyết áp nó bật lên. Nhưng mà bác sĩ mình thì có đi theo cái đó không bạn? Không thể nào, mình phải biết lựa chọn thuốc cho bệnh nhân cho phù hợp nhất. Đứng trước một bệnh nhân tăng huyết áp thì mình phải làm sao lựa chọn thuốc vừa ổn định huyết áp cho bệnh nhân, phải vừa có tác dụng ngăn ngừa tổn thương cơ quan đích. Bây giờ mình biết tăng huyết áp nó sẽ dẫn đến biến chứng mãn tính mà. Và cho nên là khi các bạn học cái bài tăng huyết áp sẽ có một cái trường, sẽ có một cái phòng mà người ta nói là gì, hướng dẫn sử dụng thuốc huyết áp cho bệnh nhân tăng huyết áp. Và đứng trước bệnh nhân tăng huyết áp thì mình phải lựa chọn thuốc như thế nào cho nó phù hợp. Cho nên bác sĩ không đơn thuần là ví dụ như bây giờ tăng huyết áp làm lo đi đi, thì những cái người không phải là trong nghề ta vẫn biết. Các bạn không tin, các bạn về các bạn xem nó điện thoại của mình đi. Mà các bạn nó hơi tăng huyết áp, các ông nó tăng huyết áp, rồi đi ra mua một quỹ đầu chặt đầu vàng và uống 1.000 viên là xong. Nếu mà mình cũng giống như vậy thì thôi, phải bác sĩ đâu ha. Mình phải biết lựa chọn thuốc huyết áp sao cho phù hợp với bệnh nhân nhất. Và ví dụ như bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường thì tăng huyết áp nó cũng dẫn đến biến chứng thận tim, đái tháo đường cũng dẫn đến biến chứng thận tim. Mà trong khi đó chúng ta có một loại thuốc có thể bảo vệ được thận và bảo vệ được tim trong quá trình nó tác dụng, đó chính là thuốc ức chế men nhuyễn. Cho nên người ta sẽ nói với các bạn là bệnh nhân tăng huyết áp đái tháo đường bắt buộc phải khởi đầu bằng thuốc ức chế men nhuyễn. Đó thì mình là bác sĩ mình phải lựa chọn như thế, chứ không phải cứ ăn thôi đi. Nó rất an toàn, an toàn lắm các bạn. Một là hạ áp nó nhanh tốt, hai là nó ít có
cho nên an toàn dữ lắm. Rồi nhưng mà có một cái là nó chỉ có thể hạ áp thôi, không còn đặc điểm gì khác nữa. Rồi cho nên mình khác là như vậy, cho nên dược sĩ cũng vậy. Rồi lớn sợ chút xíu ha, ai hỏi con ký chút đi. Thì thôi bây giờ quay lại với công việc của mình, đó chính là nội môi và hành tính nội môi. Thì mình phải hiểu nội môi là gì, hành tính nội môi là gì, cơ chế nào điều hòa nó ha. Đầu tiên khái niệm về nội môi, nội là bên trong, môi là gì các bạn? Môi trường. Từ khác biệt thôi, môi là cái môi này. Môi là môi trường, môi trường bên trong gọi là nội môi. Thì nội môi ở cơ thể con người mình, đó chính là môi trường bên trong cơ thể của người mình. Thì đầu tiên chúng ta phải biết cơ thể mình nó chiếm khoảng 56% là nước, hay còn gọi chung là các dịch cơ thể. 60% này ha, còn 56% ha, hơn còn nữa. Thì cái nước trong cơ thể mình nó sẽ chia ra làm hai nơi, người ta gọi là hai ngăn. Một ngăn là ngăn nội bào, một ngăn là ngoại bào. Với nội bào là 2/3, ngoại bào là 1/3. Nó đơn giản thôi, dịch nước 2/3 ở bên trong các tế bào, 1/3 ở bên ngoài các tế bào. Bên trong tế bào gọi là nội bào, bên ngoài tế bào gọi là ngoại bào. Nha, cái này các bạn biết ha, dễ hơn đúng không? Nước ở trong tế bào gọi là nội bào, nước ở bên ngoài tế bào gọi là ngoại bào. Thì dịch ngoại bào nó chiếm khoảng 1/3 lượng dịch trong 56% của lượng cơ thể này thôi. Nhưng mà nó sẽ phân bố ở đâu? Máu, tức là trong hệ tuần hoàn, và các dịch kẻ, nó có vai trò rất quan trọng. Quan trọng là gì? Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của tế bào. Máu thì mình dễ hiểu rồi đúng không? Nó trôi đến, vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể mình, thì nó sẽ trao đổi chất, trong đó có oxy và các chất dinh dưỡng, các axit amin cần thiết. Nhưng mà giả sử như bây giờ tôi nói dịch khớp đi, cái khớp của mình á thì dinh dưỡng bằng cách nào? Sụn khớp nó có mạch máu của bạn, sụn khớp có mạch máu không? Học giải phẫu rồi, giải phẫu học rồi không? Sụn khớp có mạch máu không? Không thế à? Và như vậy là nó sẽ không được máu nuôi dưỡng. Như vậy nó được cái gì nuôi dưỡng? Nó dịch khớp nuôi dưỡng nha, bằng quá trình tổng thấu. Mà dịch khớp đó chính là dịch kẽ. Cho nên cái sụn khớp đó mà nếu mà không có đủ cái lượng dịch cần thiết cho nó dinh dưỡng thì cái khớp nó sẽ bị hủy hoại, còn gọi là thoái hóa khớp đó các bạn. Cho nên nó đóng vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho sự tồn tại và phát triển. Như vậy chúng ta nói nội môi là môi trường bên trong cơ thể, hay còn gọi là dịch ngoại bào, đơn giản vô cùng đúng không? Nội môi là môi trường bên trong cơ thể, nhưng mà nó đại diện là môi trường ngoại bào chứ không phải là nội bào. Cho nên chúng ta sẽ có cái từ tương ứng với nhau, nội môi sẽ là ngoại bào. Cái nội môi không phải là nội bào, cho nên nội môi nó chính là máu và dịch kẽ. Đó thì mình hiểu như vậy thì mình đi vào nội môi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn thấy cứ nội mình cứ tưởng nội môi là nội bào, thực ra không phải. Nội môi là môi trường bên trong, nó chính là dịch ngoại bào. Còn dịch nội bào vẫn là cái tên dịch nội bào, không có gì thay đổi cả. Cho nên là tương đương dịch ngoại bào chính là nội môi nha. Thì nó giống nhau ở chỗ là tương đồng với nhau, tức là nó sẽ bao gồm máu và các dịch kẽ. Nhưng mà nội môi, tức là môi trường bên trong, nó sẽ bao gồm các vật chất khác hòa tan được trong đầu máu, trong nước, chứ không đơn thuần chỉ là dịch không nha. Cho nên nội môi là người ta nói rộng hơn so với dịch ngoại bào. Dịch ngoại bào tức là chỉ nói về nước thôi, chỉ nói về nước thôi. Còn nội môi là nói về nước và cả các chất hòa tan trong nước đó nữa. Ví dụ như glucô, ví dụ như lipid, ví dụ như protein. Nó có giống nhau nhưng cũng có sự khác nhau. Cho nên các bạn nói ngoại bào là người ta biết các bạn đang nói về lượng nước chứa trong cơ thể ở môi trường ngoại bào. Còn các bạn nói nội môi thì người ta biết là
vừa có nước và vừa có các thành phần hòa tan trong đó. Như vậy hành tính nội môi là gì? Hành tính nội môi tức là môi trường bên trong cơ thể mình hay là môi trường dịch ngoại vào với cái sự cố định các cái thông số không thay đổi và đạt hàng hành tính. Cho nên là cái tính chất không thay đổi ở trong môi trường nội môi. À, tức là cái con số đó nó gọi là con số sinh lý. Ví dụ như gluco có thể mức độ nhiều gọi là bình thường. Nếu giảm quá thì phải làm sao cơ thể phản ứng của các bạn đó sẽ tăng lên cho nó đủ. Còn nếu mà tăng quá thì nó phải làm sao để nó giảm xuống cho nó đủ. Đó là điều hòa. Thì định nghĩa của nó là gì? Là sự ổn định nồng độ các chất của nội môi, hay nói cách khác là duy trì hành tính nội môi. Tức là ổn định nồng độ các chất trong môi trường nội môi. Và còn một cách khác chính là duy trì tính hành nội môi. À, để làm gì? Mục đích là để các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan có thể đảm bảo được chức năng. Ví dụ như bây giờ mình nói là trong môi trường ngoại bào là máu đi thì sẽ có các ion natri, kali. Trong nội môi tức là trong tế bào, chúng ta đang nói về tế bào đúng không? Các cơ quan thì cấu tạo từ các mô, mô cấu tạo từ tế bào mà. Tức là tập hợp hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ tế bào tạo thành các cái hệ cơ quan. Như vậy là mình đang nói về cái nồng độ của các chất ở ngoài tế bào và trong tế bào. Để có ví dụ như natri và kali đi. Thì natri thì thường ở bên ngoài tế bào nó sẽ cao hơn bên trong tế bào. Còn kali thì bên ngoài tế bào nó sẽ thấp hơn bên trong tế bào. Đó là bình thường cho cơ thể mình, nó quy định như vậy. À, đến bây giờ là đột nhiên có một chuyện xảy ra làm cho nồng độ kali bên ngoài tế bào nó cao hơn bên trong tế bào. Tức là nó mất đi cái hành tính nội môi. Hay nói cách khác, sự ổn định các nồng độ kali giữa môi trường ngoại bào và nội môi nó nội bào và nội môi nó bị mất cân đối thì chắc chắn cơ thể nó xảy ra bệnh lý. À, cho nên duy trì nó chính là gì? Duy trì hành tính nội môi hay nói khác, duy trì sự ổn định nồng độ các chất nó chính là cơ sở để cho các tế bào, các cơ quan hoạt động đảm bảo được chức năng nó bình thường. À, cho nên mình đang học sinh lý là mình học bình thường, cho nên mình phải hiểu rằng hành tính nội môi tức là sự không thay đổi các nồng độ các chất ở trong môi trường ngoại bào. À, cho nên bạn hiểu chưa? Thì để làm được chuyện đó tức là để tạo được cái sự cân bằng này, phải tạo được cái sự hành tính này, tức là hành động này, thì sẽ có sự tham gia của ba hệ thống. Hệ thống thứ nhất là hệ thống tiếp nhận tiêu hóa và chuyển hóa, hệ thống thứ hai là hệ thống vận chuyển, hệ thống thứ ba là hệ thống bài tiết. Thì mình sẽ tìm hiểu từng hệ thống này nó bao gồm những thành phần nào. Đầu tiên là hệ thống tiếp nhận chất dinh dưỡng, tiêu hóa và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Hệ tiêu hóa là các bạn biết là vai trò của tiêu hóa rồi nha, vai trò của hệ tiêu hóa lấy những cái vật chất từ bên ngoài để đưa vào trong cơ thể của mình. Nó bao gồm các chất như là gluco, axit béo, axit amin, hay do các vitamin và nước. Ở đây là các cái vật chất ở dạng răng hoặc là mỏng. Còn nếu ở dạng khí thì sao? Khí thì hệ tiêu hóa mà đâu có tiếp nhận được, đúng không? Cho nên khí nó sẽ là hệ hô hấp và oxy và CO2 là chủ yếu. Với cái sự hoạt động của hệ hô hấp này thì chúng ta tiếp nhận oxy từ ngoài môi trường vào trong cơ thể và chúng ta đào thải CO2 từ cơ thể vào môi trường. Ngoài ra chúng ta còn có gan là nó sẽ cung cấp hoặc là nó sẽ dinh dưỡng cho các cơ quan bên trong, hay nói cách khác là môi trường bên trong cơ thể mình cũng sẽ có quá trình đồng hóa và dị hóa diễn ra để tạo thành các vật chất. Thì gan nó chính là trung tâm sản xuất. Gan nó sẽ biến đổi thành phần hóa học của nhiều chất thành dạng tích hợp cơ cho tế bào. Gan cũng là nơi tổng hợp một số chất khi các tế bào sử dụng không hết và thành dạng dự trữ cho cơ thể và được nhận. Ví dụ chúng ta ăn ngọt quá nhiều, nồng độ glucose máu sẽ tăng lên hơn so với bình thường. Như vậy nếu mà mình bỏ, mình đào thải hết glucose qua thận, mình không hấp thu lại, mình không làm gì hết, tức là ví dụ như bình thường là nồng độ glucose là 110 đi, bây giờ mình ăn vào nồng độ glucose tăng lên 200 thì 90mg đó đi đâu? Nếu mà chúng ta đào thải hết qua thận thì một là nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận,
Bởi vì khi glucô xuất hiện trong nước tiểu, nó sẽ dẫn đến môi trường nước tiểu là tăng tính thẩm thấu, thì nó sẽ phải kéo nước về phía nó, cho nên nó sẽ tăng số lượng nước tiểu cho bệnh nhân sẽ bị mất nước và như vậy. Và cơ thể mình sẽ không chấp nhận chuyện đó, bởi vì vì một cái chuyện điều hòa chất này mà lại ảnh hưởng đến cái sự điều hòa của chất khác, thì cơ thể mình sẽ không chấp nhận, bởi vì mình là một thể thống nhất mà. Cho nên nó làm sao để nó ổn định hết tất cả một cái chất mà không gây sự xáo trộn nào, thì bằng cách là nó sẽ chuyển luôn nguồn dư thừa đó trở thành dạng bất hoạt, bất hoạt để dự trữ trở lại cho cơ thể, đó chính là glycogen. Glycogen là dạng bất hoạt của glucose, tức là glycogen này nó sẽ không phản ứng với oxy để tạo thành ATP, nó bất hoạt, cho nên là nó sẽ được giữ tại gan và cơ để nó dự trữ. Dự trữ trong trường hợp nào glucô máu mình giảm thấp xuống, nó sẽ chuyển glycogen trở thành glucô để là tăng nồng độ lên, là chúng ta không cần phải nạp vào. Ví dụ như bây giờ là độ glucô thấp quá, mình không có cái gì để ăn, không có gì để uống, để chúng ta tăng glucô máu lên thì cơ thể mình sẽ chết, đúng không? Cho nên là nó sẽ giải phóng glycogen này trở thành glucô để làm tăng nồng độ glucô máu mình lên, và gan nó sẽ tiếp nhận này. Cho nên cơ thể mình rất là hay, nhưng mà dư thì dự trữ lại, thiếu thì bắt đầu lấy nguồn dự trữ ra để xử lý. Cho nên là không bao giờ mà mình sẽ chết vì đói trong khoảng thời gian này, đúng không? Mình có thể nhịn đói được mấy ngày rồi, nhưng mà nước thì không nhịn được nữa ha. Thì hệ thống cơ sẽ giúp cơ thể vận động, hệ thống cơ trơn sẽ giúp cho việc tiếp nhận, cơ trơn nằm ở hệ tiêu hóa. Nó có cái chức năng là vận chuyển và hấp thu dinh dưỡng. Hệ thống thứ hai là hệ thống vận chuyển chất dinh dưỡng. Thì vận chuyển chất dinh dưỡng thì mình thấy vai trò của hệ tuần hoàn, đó là dòng máu đi khắp cơ thể. Thì tuần hoàn máu sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn các chất dinh dưỡng được vận chuyển trong hệ tuần hoàn để đến các tế bào, đúng không? Tức là sau khi có chất dinh dưỡng trong máu vào chất dinh dưỡng, và nó đơn giản ở đây là oxy thôi. Sau khi trao đổi chất oxy ở trên phổi thì máu nó sẽ giàu oxy và nghèo CO2, thì cơ thể mình lúc nào cũng cần oxy để chuyển hóa mà, cho nên nó máu giàu oxy nó sẽ vận chuyển đến các cơ quan, đó là dòng thứ nhất. Thì đi đến các cơ quan rồi thì các cơ quan nó sẽ giảm oxy và nó sẽ giả CO2 ra ngoài máu lại. Tại vì nó khi mà nó chuyển hóa xong, nó sẽ sinh ra CO2 trong tế bào rất là nhiều, và tế bào nó sẽ nhả CO2 trở về trong dòng máu. Thì khi đó dòng máu sẽ vận chuyển máu mà nó nghèo oxy và giàu CO2 đó trở lên trên phổi để tiếp tục trao đổi, thì đó là giai đoạn thứ hai. Hay nói khác là sau khi có sự trao đổi dịch và chất dinh dưỡng giữa các mô mạch và các tế bào, nó sẽ vận chuyển ngược lại thành phần trở về tim và đi lên phổi để nó có thể trao đổi chất tiếp tục. Thì đó chính là giai đoạn hai. Đó là máu nha, nó tuần hoàn. Còn hệ thống tuần hoàn nó sẽ bao gồm cả mạch máu và tim và hệ thống mạch máu và hệ tuần hoàn. Thì tim nó đóng vai trò giống như cái bơm thôi nha, bơm máu đi. Còn cái mạch máu chính là các ống nước để vận chuyển, đơn giản như vậy. Hệ thống thứ ba là hệ thống bài tiết các sản phẩm chuyển hóa, là sau khi sử dụng xong rồi các chất cặn bã, các chất không cần thiết, các chất độc sinh ra nó sẽ phải đào thải ra ngoài, thì nó chính là bài tiết. Thì hệ tiêu hóa của mình sẽ bài tiết theo phân, còn hệ hô hấp là bài tiết khí CO2 ha. Hệ tiết niệu sẽ bài tiết qua nước tiểu. Hệ tiêu hóa thì là phân, có sự tham gia của ba hệ: hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ thống tiết niệu. Còn da thì thật ra da nó cũng có thể đào thải các chất độc, nhưng mà thật ra cái vai trò của da nó không đóng vai trò chính là đào thải các chất độc đâu. Cho nên các bạn nói là thôi bây giờ mình đang bị bệnh, mình bị sốt, bị này kia đó, phải làm sao vận động cho thật là nhiều để nó tăng tiết mồ hôi, tăng tiết mồ hôi tức là tăng tiết thải các chất độc ra, đó là quan điểm sai lầm. Và thật ra da nó chỉ có hai chức năng cơ bản thôi,
Một là bảo vệ cơ thể, hai là tăng tiết mồ hôi để điều hòa nhiệt độ. Và khi chúng ta đổ mồ hôi và mồ hôi nó bay hơi, nó sẽ lấy nhiệt cho cơ thể mình, cho nên cơ thể mình nó sẽ mát trở lại. Đó là một trong các cơ chế quan trọng để điều hòa nhiệt độ cho các bạn sinh lý điều nhiệt và chúng ta sẽ học. Thì tất nhiên nó cũng có đào thải một số chất, ví dụ như là natri hoặc là chì. Bởi vậy các bạn thấy mồ hôi mình hơi mặn mặn đúng không? Nhưng nó có natri. Bữa nào ra mồ hôi mình thử một quạt để thử coi. Mặn mặn lắm nha. Và đồng thời nó cũng có chì nha. Chì nó sẽ được bài tiết qua da và niêm mạc, cho nên những người đồ ngộ độc chì á, các bạn sẽ thấy nó có hơi xanh xanh, trắng trắng. Đang đó chính là chì nó được tiết ra mồ hôi qua da. Điều hòa chức năng cơ thể là phải nói về một cơ thể hoàn chỉnh, cơ thể sống nha, sẽ có sự điều hòa. Điều hòa là thần kinh và cấu trúc thần kinh sẽ bao gồm vỏ não, các trung tâm yếu vỏ, hàm não, tủy sống và các dây thần kinh để dẫn truyền tín hiệu. Nếu mà nói dây thần kinh đó mà dây thần kinh từ trung tâm, tức là từ vỏ não hoặc là từ trung tâm yếu vỏ đi ra cơ quan cơ hoặc là các cơ quan nội tiết, thì đó chính là dây thần kinh vận động, bởi vì nó sẽ dẫn đến vận cơ nha. Còn nếu mà dây thần kinh từ nơi từ cái cơ quan tiếp nhận các cái tác động của môi trường dẫn về cái vỏ não hoặc trung tâm yếu vỏ, thì đó chính là dây thần kinh cảm giác. Nên chúng ta có hai hệ thống dây thần kinh, một dây thần kinh cảm giác và dây thần kinh vận động. Thì dây thần kinh cảm giác, nếu như mà nó là chịu trách nhiệm dẫn truyền cảm giác, nhưng mà nếu mà không chịu trách nhiệm dẫn truyền cảm giác mà các kích thích khác, thì người ta gọi là dây thần kinh hướng tâm, nó đi về trung tâm xử lý, gọi là dây thần kinh hướng tâm. Còn dây thần kinh vận động hoặc là dây thần kinh để dẫn đến các đáp ứng về mặt thể dục, thì nó chính là dây thần kinh liên tâm. Vẽ ra thì rất là dễ hiểu. Ví dụ như trung tâm điều khiển chúng ta đây là bỏ não đi, đây là da, thì sẽ có một đường dẫn truyền về như thế này, và sẽ có một đường dẫn truyền ra để đáp ứng vận động. Ví dụ như mình bị kích thích đau là kích thích trên da đúng không, và cái cảm giác đau này nó sẽ được dẫn truyền về bỏ não xử lý. Và bây giờ đau phải làm gì, thì bỏ não ra lệnh là phải đục tay lại đúng không, lấy kim đâm đục tay lại, và đó chính là dẫn truyền cái tín hiệu theo dây thần kinh này đi ra ngoài cơ để cơ co lại. Thì đây là một khuôn phản xạ các bạn. Thì dây thần kinh này gọi là dây thần kinh cảm giác hoặc là dây thần kinh hướng tâm, tức là nó sẽ đi từ ngoại biên về trung tâm. Còn dây thần kinh này là dây thần kinh vận động, bởi vì nó đang sử dụng cơ đúng không, hoặc là dây thần kinh liên tâm, bởi vì nó đi từ trung tâm ra ngoài. Cái khác thì các bạn cần phải tập làm quen. Bởi vì tới các bạn sinh lý thần kinh sử dụng những cái từ này rất là nhiều. Thì hôm nay cũng có nhắc sơ sơ về các cái vấn đề thần kinh, ví dụ như cung phản xạ hay cái gì đó để cho các bạn làm quen dần dần nha. Thì nãy mình nói đó là cung phản xạ. Thì phản xạ, đối với phản xạ thì nó sẽ gồm có hai loại là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Tới đây là quen rồi đúng không? Có ấn tượng gì về phản xạ không điều kiện và có điều kiện không? Rồi đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cung phản xạ, nhưng tôi giải thích với các bạn. Thì theo các bạn, cung phản xạ của mình có mấy thành phần? Bạn nhìn trên hình đó các bạn thấy có mấy thành phần? Mấy? Dễ mà. Nhìn coi, da là một nè, dây thần kinh hướng tâm là hai nè, vỏ não là ba, dây thần kinh liên tâm là bốn và cơ là năm. Tức là cung phản xạ mình sẽ có đủ năm thành phần nha, năm thành phần của cung phản xạ. Thì da chính là bộ phận cảm thụ, thì bộ phận cảm thụ nó sẽ có các receptor để tiếp nhận thông tin. Thì receptor đó nằm ở đâu? Ở trên da, ở niêm mạc, ở bề mặt khớp, ở bề mặt các thận và các cơ quan trong cơ thể.
và thứ hai là đường truyền vào, tức là từ da truyền vào trung tâm xử lý, gọi là dây thần kinh cảm giác hay là thần kinh tự chủ hay là thần kinh hướng tâm nha. Thành phần thứ ba là trung tâm xử lý tất cả những vấn đề từ bên ngoài truyền vào. Thì xử lý có nghĩa là nó phải giải quyết những tín hiệu đó, và đồng thời nó phải tạo thành một cái mệnh lệnh để nó phản xạ lại các phản ứng đó, thì gọi là trung tâm xử lý. Để đây chúng ta có bộ não, có cấu trúc dưới bộ hoặc là tủy sống. Mà bộ não là hệ thần kinh cấp cao, dưới bộ và tủy sống là hệ thần kinh thực vật. Và đường truyền ra là thành phần thứ tư, đó chính là dây thần kinh vận động hoặc là dây thần kinh ly tâm. Đây là dây thần kinh tự chủ luôn ha. Và bộ phận đáp ứng thường là các cơ hoặc là tuyến. Cơ là cái con cơ, tuyến là cái tiết ra các enzyme hoặc là hormone ha. Để năm thành phần, một cái cung phản xạ bao giờ cũng có năm thành phần. Những cái thành phần này sẽ không thay đổi. Nó phải bao gồm bộ phận cảm thụ, nó phải bao gồm đường truyền vào, bao gồm trung tâm thần kinh, bao gồm đường truyền ra và đường phản ứng. Thì tùy theo cái cung phản xạ, nó có đường truyền vào bởi một neuron hay là nhiều neuron. Thì cái đó mình sẽ tới cái sinh lý thần kinh, mình sẽ được học kỹ trong phần này. Để hiểu về cung phản xạ thì mình phải biết phản xạ không điều kiện là sao. Là phản xạ cố định, có tính bản năng, tồn tại vĩnh viễn suốt đời và có khả năng di truyền sang đời sau. Có một cung phản xạ cố định, bất di bất dịch, với một cái tính nhất định, tác động vào một phần cảm thụ nhất định sẽ gây ra một phản ứng nhất định. Cho nên chúng ta thấy tất cả đều là cố định, không thay đổi. Ví dụ như chúng ta đưa thức ăn vào trong miệng thì ngay lập tức của chúng ta tiết nước bọt, đó là phản xạ không điều kiện, đó là tập luyện đâu phải, đúng không? Hoặc là giờ bé mới sinh ra là đã biết uống, hoặc là chúng ta đưa tay vào lửa và tay chúng ta chạm vào vật nóng thì ngay lập tức chúng ta rụt tay lại, đó là các phản xạ không điều kiện, tức là nó được sinh ra một cách tự nhiên. Là do di truyền từ đời sau sang đời trước sang đời sau, không có cần phải tập luyện gì cả. Và các bạn thấy ví dụ như bây giờ lấy thức ăn bỏ vào trong miệng tiết bọ, đó là phản xạ không điều kiện. Với cơ quan cảm thụ là niêm mạc miệng, cơ quan đáp ứng đó chính là tiết nước bọ. Bây giờ chúng ta lấy thức ăn chúng ta để lên trên da của mình, mình có tiết nước bọ không? Tiết không các bạn? Có ai mà để thức ăn lên da mà tiết nước bọ không? Quái nhân ha. Cho nên cái bộ phận cảm thụ là cố định, không thay đổi, chỉ tiếp xúc với niêm mạc miệng thì nó mới sinh ra nước bọt thôi ha. Phản xạ này có tính chất loài, trung tâm nằm ở phần dưới của hệ thần kinh, và mình biết chắc đây là hệ thần kinh tự động rồi ha. Phụ thuộc vào tính chất của các tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ, ví dụ như soi đèn vào đồng tử co lại, thì khi ánh đèn đó nó soi vào đồng tử thì đồng tử nó co. Chúng ta thấy ví dụ như chúng ta lấy mùi gì đó mà chúng ta đưa cho cái mùi nó bay vào trong mắt thì đồng tử nó không co, bởi vì nó không đúng cái kích thích. Hoặc là bây giờ chúng ta lấy ánh sáng chúng ta soi vào trong lỗ mũi, đồng tử nó không co, bởi vì cơ quan cảm thụ khác nhau. Cho nên mình nói cái cung phản xạ không điều kiện là nó cố định với đáp ứng đó, với tính chất đó, nó chỉ xảy ra đáp ứng đó thôi. Thì nhờ những phản xạ không điều kiện này mà cơ thể có thể đáp ứng nhanh nhạy tự động với các cái nhân ứng bên trong và ngoài cơ thể. Ví dụ như gặp nguy hiểm là ngay lập tức co giò bỏ chạy, gặp trời nắng nóng là ngay lập tức kiếm chỗ mát để ngồi. Ví dụ như cái nhà bị cháy, các bạn có một phòng chống không? Chạy đúng không? Và đó chính là phản xạ không điều kiện, không cần là phải tập luyện gì hết ha. Một người không biết gì, tức là bây giờ sinh sống trong vùng đồi núi nào đó, không có tập luyện gì cả, bây giờ bỏ vô trong cái nhà đốt lửa cháy là cứ chạy đi liền ha. Đó chính là phản xạ không điều kiện. Còn phản xạ có điều kiện thì khác nha. Phản xạ có điều kiện nào khác? Nó được thành lập trong đời sống sau quá trình tập luyện, tức là phải có tập luyện.
Và cái sự tập luyện này nó phải dựa trên một phản xạ không điều kiện. Là nói thì nó hơi phức tạp nha, chút nữa chúng ta sẽ có ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Thì khung phản xạ có điều kiện phức tạp hơn phải có sự kết hợp của hai kích thích không điều kiện và có điều kiện. Tác nhân có điều kiện bao giờ cũng đi trước và trình tự nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hay nói cách khác là phải có sự tập luyện. Và trung tâm có sự tham gia của vỏ não, và đây là sự tham gia của hệ thần kinh cao cấp. Nên nó không còn là dưới vỏ nữa, nó là hệ thần kinh tự động nữa. Không phụ thuộc vào tính chất của tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ. À, không giống như phản xạ không điều kiện. Với các nhân tính đó vào một cái cơ quan não của đó thì phản xạ đó mới xuất hiện. Còn này là không phụ thuộc vào chuyện này. Có tính chất cá thể và phương thức thích ứng linh hoạt của cơ thể đối với môi trường. Có thể mất đi sau một thời gian nếu không củng cố và một phản xạ có điều kiện mới lại được hình thành. Như vậy cơ thể có thể luôn luôn thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống. Tại chỗ này nó rất quan trọng nha bạn. Ví dụ như bạn sống ở môi trường lạnh, các bạn sẽ có những phản xạ có điều kiện ở môi trường lạnh. Nhưng mà đâu có chuyện gì đảm bảo là mình sẽ sống ở môi trường lạnh không? Và nếu như các cái phản xạ có điều kiện này nó vẫn tồn tại mãi mãi thì chúng ta qua môi trường nóng chúng ta sống sẽ không được. Và nó sẽ phải mất đi và chúng ta sẽ thích ứng mới với môi trường khác. Và khi đó các phản xạ có điều kiện khác được thành lập. Ở đây có một cái ví dụ của ông bác lớp mà tôi đã có đi trong đây nhưng mà tôi nói thì các bạn hiểu. Tức là phản xạ có điều kiện sẽ được thành lập trên một phản xạ không điều kiện. À, người ta dựa trên phản xạ không điều kiện, tức là cho con chó ăn, con chó sẽ chạy nước bọt. Tức là chúng ta đang có một phản xạ không điều kiện là thức ăn giảm vào niêm mạc con chó thì con chó sẽ chạy nước bọt. À, thì dựa trên cơ sở đó không có tiến hành thí nghiệm hơi khác đi một chút. Tức là cho con chó ăn thì sau đó ngay lập tức ổng sẽ lấy một cái vật gì đó ổng tạo ra tiếng động, à, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Tức là khi cho chó ăn, tức là một phản xạ có điều kiện, à, kích thích của phản xạ có điều kiện không điều kiện đi trước, sau đó là có một kích thích phản xạ có điều kiện đi sau là gây ra tiếng động. Thì lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì đến một lúc nào đó ổng chỉ cần gây ra tiếng động là con chó sẽ chạy đi bỏ. À, thì một phản xạ có điều kiện là thì các bạn thấy phản xạ có điều kiện thì nó đâu phụ thuộc vào tác nhân kích thích đâu, đúng không? Tác nhân kích thích chảy nước bọt đó chính là thức ăn và điều kiện. Bây giờ không có tác nhân đó mà chỉ cần có tiếng động thôi là tác nhân kích thích đã thay đổi rồi, à, thì vẫn tạo thành một cái phản xạ, thì đó chính là phản xạ có điều kiện. À, dễ hiểu nha, dễ hiểu không? Mình có thể tập được. Ví dụ như chúng ta lấy đèn, chúng ta soi vào trong đồng tử sẽ co lại. Thì trước, thì đó là một phản xạ không điều kiện. Cứ soi đèn là đồng tử co. Bây giờ mình soi đèn đồng tử co, sau đó mình sẽ gây tiếng động. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Đến một lúc nào đó chúng ta cần gây tiếng động mà không cần soi đèn thì đồng tử nó vẫn co. Thì đó chính là phản xạ có điều kiện. Nó thành lập trên một phản xạ không điều kiện. À, cái này là ở mức độ gọi là thấp rồi nha. Là tới sinh lý hệ thần kinh mình còn nói tới gì phản xạ có điều kiện cấp cao nữa, tức là trên cơ sở một phản xạ không điều kiện thành lập một phản xạ có điều kiện, sau đó trên cơ sở một phản xạ có điều kiện vừa được hình thành sẽ thành lập một phản xạ có điều kiện thứ hai, thì đó chính là phản xạ có điều kiện cấp hai, cấp ba, cấp bốn. Thì cơ thể con người mà các bạn thấy có những cái phản xạ có điều kiện chúng ta tập luyện được thông qua quá trình sinh sống. Và tại sao có người chịu nóng được, tại sao có người chịu lạnh được, đúng không? Tại sao có người chịu đau được? Ví dụ như bây giờ kích thích với cường độ đau đó là tất cả mọi người bình thường sẽ phải phản ứng, thì đó chính là phản xạ có điều kiện. Mà nhưng mà người ta tập luyện tới mức mà kích thích đau vượt cái ngưỡng đó rất là xa mà người ta vẫn không đáp ứng, đó chính là phản xạ có điều kiện. Các bạn thấy trong cuộc sống của mình có rất là nhiều chuyện như vậy. Và chính vì vậy cho nên nó sẽ giúp cho mình thích nghi được với môi trường. Và đồng thời mình phải nhớ một chuyện nữa là phản xạ không điều kiện nó sẽ không mất đi mà nó sẽ được duy trì như là sao. Còn phản xạ có điều kiện nó sẽ mất
đi nếu chúng ta không lặp đi lặp lại nữa. Và đồng thời thay đổi điều kiện nó sẽ mất đi để nó thay thế cho các phản xạ có điều kiện khác để cơ thể mình thích nghi cái môi trường. Và nhớ, nó sẽ không di chuyển để đợi sau đó. Không phải cha tập được cái khả năng chịu đau tuyệt vời như vậy để hát đứa con là nó có đâu. Nó sẽ không có điều đó. Thì đó là cái bài mở môi và tính mở môi mà tôi đã nói các bạn. Các bạn có hỏi gì không? Thank you.